Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin mới nhất của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vén màn người chồng cũ kính tiếng của Việt Hương có quan hệ đặc biệt với Hoài Linh và Trấn Thành. Trên hài Việt Hương có sự nghiệp vẻ quang, được nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, mái ấm hạnh phúc của cô cùng ông xã Hoài Phương cũng trở thành hình mẫu với công chúng. Hiện tại, cả gia đình Việt Hương đã về Việt Nam định cư sau nhiều năm xa cách. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc mặn nồng khiến mọi người thích thú. Thế nhưng, trước khi đến với Hoài Phương, Việt Hương từng trải qua một cuộc hôn nhân khác với đạo diễn Nguyễn Quang Minh. Họ làm đám cưới vào năm 1999. Thời điểm đó, cặp đôi cũng rất nổi tiếng khi cả hai đều là nhân vật có tiếng tăm trong làng giải trí. Thế nhưng, chỉ 3 năm sau khi về chung một nhà, Việt Hương và Quang Minh lại tuyên bố ly hôn. Nguyên nhân cho cuộc đổ vỡ này được cho là Việt Hương giữ cái tôi quá lớn. Nữ danh hài từng thừa nhận, trong suốt thời gian kết hôn, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ tự tay nấu ăn cho gia đình chồng. Có lẽ vì công việc quá bận rộn khiến Việt Hương không có thời gian nhiều cho mái ấm của mình. Lại nói về đạo diễn Nguyễn Quang Minh, ông là gương mặt sáng trong làng phim ảnh Việt Nam. Trước đây chồng cũ Việt Hương từng có gần 10 năm quản lý một sân khấu kịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Tên tuổi của ông được gắn với những sản phẩm nổi tiếng như Hello Cô Ba, Tiểu Thư Đi Học, Cơm Tấm Tình Yêu. Thời điểm hãng phim Phước Sang còn hoạt động, Nguyễn Quang Minh chính là đạo diễn chính cho nhiều dự án lớn. Về sau, ông còn hợp tác với Hoài Linh, Phi Nhung, Trấn Thành. Mối quan hệ của chồng cũ Việt Hương cùng các nghệ sĩ Việt rất tốt. Kể từ sau khi ly hôn với Việt Hương, đạo diễn Nguyễn Quang Minh gần như vắng bóng trên các phương tiện truyền thông. Ông chọn cuộc sống kín tiếng, không tiết lộ nhiều về đời tư. Tuy nhiên, Việt Hương cho biết cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Thậm chí khi làm một số dự án phim ảnh, nữ danh hài còn nhờ Quang Minh tư vấn và góp ý. Ngay cả nhạc sĩ Hoài Phương cũng tôn trọng mối quan hệ của Việt Hương và Quang Minh. Anh còn cho biết mình sẽ ủng hộ nếu cả hai tái hợp trong dự án phim. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.